Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn đã quay trở lại với video bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi lại tiếp tục giới thiệu với các anh chị và hướng dẫn cho anh chị một số các thao tác đơn giản ở trên ứng dụng Facebook của mình để các anh chị có thể làm. Nội dung bài nó chính là vấn đề về bảo mật. Bảo mật là một trong những vấn đề rất là quan trọng đối với các tài khoản, bởi vì hiện nay cái tình trạng bị tấn công, lấy cắp tài khoản, tấn công, lấy cắp thông tin đối với dữ liệu người dùng hoặc là giả mạo người dùng trên Facebook và mạng xã hội khác thì rất là nhiều. Vì vậy, một trong những phương pháp tốt để các anh chị các bạn có thể bảo mật thông tin tốt là tránh và giảm được cái rủi ro về mất tài khoản. Tôi nói là tránh và giảm thôi chứ không thể nào hạn chế được. Thì đầu tiên, các anh chị sẽ truy cập vào cái tài khoản Facebook của mình, cái ứng dụng Facebook màu xanh như thế này. Được chưa ạ? Và trong cái phần setting đó, hay còn gọi là phần cài đặt đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, chúng ta đi vào cái phần cài đặt quyền riêng tư và các phần cài đặt khác, lối tắt quyền riêng tư, vân vân. Thế thì chúng ta sẽ xem, đầu tiên là cài đặt tài khoản, thì thông tin của chúng ta cập nhật đây, ví dụ như là tên, email, số điện thoại, rồi xác nhận danh tính. Xác nhận danh tính thì các bạn có thể sử dụng cái trình quản lý của mình ở trên trình duyệt. Thì cái này khi mà mình xác định danh tính thì giúp cho chúng ta có quyền để chạy quảng cáo một số những cái nội dung có tính chất nhạy cảm, thì Facebook cho phép như vậy. Đó, chúng ta cũng có thể là thừa kế lại cái tài khoản này cho người khác bằng cách là chúng ta đưa vào đây, ví dụ như là tôi để chế độ thừa kế đây, giả sử thôi. Chúng ta sẽ thấy điều này rất là buồn cười. Thế nhưng mà các bạn tưởng tượng đi, nếu mà các bạn đang sở hữu một cái tài khoản có 100 triệu like, tôi giả sử thế, và có giá trị rất nhiều tiền, và không may bạn tai nạn, đúng không ạ? Không ai biết mật khẩu của bạn. Thế thì ai sẽ là người thừa kế cái tài khoản đấy? Đúng không ạ? Em của bạn, anh của bạn, bố mẹ của bạn, con của bạn, vân vân. Và cái tài sản, một cái tài khoản mạng xã hội như vậy, nó là một cái tài sản lớn, chứ không phải là không. Cho nên chúng ta có thể chọn như vậy nhá. Và hơi xa một chút nhưng mà cũng vui. Đấy. Quản lý thanh toán. Cái quản lý thanh toán này để làm cái gì? Thì chúng ta có thể áp vào đây những cái thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ dạng Visa hoặc Master. Ở Việt Nam chúng ta có thể ra các ngân hàng chúng ta làm. Hiện nay thì khi mà chúng ta làm thẻ ngân hàng này, chúng ta cần lưu ý là một số ngân hàng hiện nay là bị cấm một số các đầu thẻ, do là cái tỷ lệ mà sai hỏng, rồi thì những cái tỷ lệ bùng lậu ở trên Facebook nó khá là cao, cho nên Facebook nó cấm. Vì vậy khi mà chúng ta làm tài khoản thẻ ngân hàng này, chúng ta hết sức lưu ý, chúng ta hãy chọn những ngân hàng mà cái số lượng thẻ được phát hành cho Facebook là thấp. Ý tôi muốn nói là những cái ngân hàng mà cái việc phát hành thẻ nó không dễ, nó hơi lâu một chút thì các bạn sẽ áp được. Còn nếu mà bây giờ mà các bạn sử dụng những cái tài khoản thẻ ngân hàng, ví dụ như là ACB chẳng hạn, thì cái tỷ lệ bị từ chối thẻ rất là cao. Và có nhiều ngân hàng như vậy nha. Thì cái này là do Facebook nó quy định thôi, còn thẻ của các bạn không làm sao cả. Cứ đưa thẻ vào đây thì chúng ta sẽ thấy là nó không chấp nhận. Và thế đưa thẻ vào đây để làm gì? Thì chúng ta đưa thẻ vào đây thì chúng ta sẽ tạo lên tài khoản quảng cáo. Thì trong cái phần nội dung tiếp theo tôi sẽ nói về tài khoản quảng cáo cho các bạn sau, mới tôi hướng dẫn đấy. Thì đầu tiên là số thẻ. Và số thẻ là 16 số mặt trước của thẻ. Khi mà mình làm thẻ nó sẽ có 16 số mặt trước. Cái ngày hết hạn thẻ có dạng là MMI, tức là man man year year, tức là 2 số tháng và 2 số năm. Thí dụ trên thẻ nó sẽ ghi là 12-20, tức là ngày hết hạn là tháng 12 và năm là 2020. Thì mình sẽ điền là 12-20 vào đây. Mã bảo mật là 3 số cuối mặt sau của thẻ. 3 số cuối mặt sau của thẻ. Thì đây gọi là lật cái mặt sau ra, là cái phần mà có cái giải màu đen ấy. Nó có chữ CVV. Và CVV tiếng Việt có nghĩa là mã bảo mật mình nhập vào đây. Đấy, sau đó là mình có thể tạo vào đây và mình lưu. Thì lúc đó nếu như Facebook chấp nhận cái thẻ này thì bạn đã có được cái phương thức thanh toán với Facebook thành công và bạn sẽ có tài khoản quảng cáo. Đó, nó là như vậy. Hoặc là các bạn có thể sử dụng tài khoản PayPal. Thế thì tài khoản PayPal là tài khoản gì? Thì nếu muốn có tài khoản PayPal thì đầu tiên bạn phải tạo tài khoản PayPal ở trên website đã. Các bạn truy cập vào địa chỉ paypal.com. Đấy, ở đây nó sẽ báo là rất tiếc không thể liên hệ với PayPal, đúng không? Thì bạn phải có tài khoản PayPal bằng cách là mở tài khoản trên PayPal, sau đó đưa thẻ Visa Master vào PayPal, xong thì bạn quay trở lại dùng PayPal để đăng nhập vào đây.
Đó. Rồi. Đấy, mã bảo mật thì chúng ta có thể tạo ra cái mã bảo mật, mã PIN. Đấy, chúng ta cũng có thể có những cái thông tin liên hệ, email, số điện thoại vân vân để trong trường hợp mà Facebook cần. Đấy, chúng ta cũng có thể quản đây này, bấm vào cái phần quảng cáo trên Facebook để chúng ta tạo quảng cáo. Thế thì tí nữa tôi sẽ dạy đến cái phần đấy sau trong cái bài học tiếp theo. Đấy, các cái chiến dịch quảng cáo của tôi đã từng chạy trên những cái tài khoản này nó rất là nhiều. Tôi đã nói rồi, tôi là một cái chuyên gia mà từ rất là lâu rồi, từ 2011 đến bây giờ gần như là đời đầu luôn. Trên thị trường cũng có nhiều cái thầy cô như vậy, nhưng mà số lượng đấy cũng không quá nhiều. Bây giờ có rất là nhiều bạn trẻ cũng xưng danh là giảng viên, cũng xưng danh là thầy đi dạy, cũng có hàng chục năm kinh nghiệm. Thì con số đấy thì các bạn cần phải kiểm chứng, bởi vì là cái kinh nghiệm, cái kỹ năng thì họ có thể có, nhưng mà cái số năm mà công tác trong lĩnh vực này thì không phải ai cũng có những cái số năm như vậy. Bởi vì 2008 Facebook mới bắt đầu ra đời, và 2011 thì Facebook mới bắt đầu có hệ thống quảng cáo của mình. Ok, tiếp tục là chúng ta sẽ tăng cường bảo mật. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn bảo mật và đăng nhập. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy ở đây là nơi bạn đã đăng nhập, đúng không? Thì ví dụ như là iPhone này. Đấy, các bạn có thể đổi mật khẩu và xác thực hai yếu tố rất là quan trọng nha. Các bạn có thể bỏ qua tất cả những phần khác tôi nói, nhưng phần này các bạn phải làm. Đấy là chúng ta sẽ phải đổi mật khẩu và chúng ta phải xác thực hai yếu tố. Mật khẩu ở đây thì chúng ta nên sử dụng mật khẩu khó. Mật khẩu khó là mật khẩu như thế nào? 123456 có phải là một mật khẩu khó hay không? Không. Anh yêu em có phải là một mật khẩu khó hay không? Không. Mà một mật khẩu khó, mật khẩu mạnh là một mật khẩu thứ nhất là có độ dài phải trên 8 ký tự. 10 ký tự, 12 ký tự càng tốt, nhưng tối thiểu là 8 ký tự. Và trong 8 ký tự này nó là một tổ hợp, đúng không ạ? Thì chúng ta phải sử dụng in hoa, in thường, số và cái ký tự đặc biệt. Đấy, ví dụ như thế này. Bây giờ tôi nói ví dụ như chúng ta có thể làm là anh yêu em 2019 hay là anh yêu em 2020, ví dụ như thế. Ok. Chữ anh thì bạn chữ A bạn viết hoa, đúng không ạ? Chữ yêu thì chữ E bạn viết hoa, tất nhiên là chữ E không có dấu, đúng không ạ? Vâng. Sau đó là chữ E bạn chấm một cái, bạn sao một cái hay bạn thăng một cái. Đấy, thì ý tôi muốn nói là gì? Gồm có in hoa, in thường, số, số đây là hành không bao nhiêu đó, hoặc số ngày sinh hoặc số bất kỳ, rồi ký tự đặc biệt, sao, thăng, A còng. Thì bạn kết hợp như vậy thì bạn sẽ có một cái mật khẩu khó. Mật khẩu khó sẽ giúp cho các cái hacker là rất là khó tấn công vào tài khoản của chúng ta, khó ăn cắp và nâng cao tính bảo mật cho chúng ta. Đấy, thế còn tất nhiên nó sẽ không thể nào mà gọi là bảo mật hết được, thành công được hết, nhưng mà đấy là cái cách mà chúng ta sẽ giúp cho cái việc là nâng cao cái tính bảo mật đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ phải sử dụng xác thực hai yếu tố. Việc này rất là quan trọng. Xác thực hai yếu tố là cái gì? Thí dụ đầu tiên, bây giờ tôi giả sử là một hacker hoặc một ai đó đã lấy được tài khoản của bạn và muốn đăng nhập vào, thì cái mật khẩu đấy nó chỉ là cái xác thực lần đầu tiên. Thế thì khi mà nó đăng nhập vào Facebook một cái mà mình đã bật cái chế độ hai yếu tố này, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng gì? Nó sẽ dẫn tới tình trạng là nó sẽ đòi một cái mã code ở trên dạng SMS, hoặc là ở trên dạng là Google Authentication nếu mà bạn áp dụng, hoặc là ở trên cái code generation mà các bạn tạo ở đây ra. Tóm lại là bạn phải có thêm một cái mã code 6 số nữa thì nó mới cho đăng nhập. Còn nếu không là vào đến đấy là phải dừng lại. Thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta nên sử dụng cái yếu tố xác thực hay yếu tố này. Thế làm thế nào? Đấy, thì mình vào đây làm theo hướng dẫn thôi. Đấy, thì đây chúng ta có thể làm gì? Thứ nhất là chúng ta có thể gửi tin nhắn. Đấy, thì chúng ta đăng ký bằng số điện thoại của chúng ta, thì Facebook nó sẽ gửi tin nhắn về SMS của tôi. Hoặc là các bạn có thể sử dụng ứng dụng xác thực. Ứng dụng xác thực ở đây là trong trường hợp này các bạn có thể sử dụng Google Authentication. Và đây, cái đây, cái hình có biểu tượng cái kép này. Đấy, và khi đó bạn cài cái biểu tượng Google Authenticator. Ok, các bạn vào app các bạn cài nhá. Đây, quay lại với cái chuyện là cái app như thế nào. Ok, tôi nhìn điện thoại một chút, không sao nhá. Thank you. Đấy, các bạn search từ khóa Google AU. Đấy, mình đánh chữ AU một cái nó ra ngay Authenticator hay là Authentication, tức là xác thực, đúng không? Rồi,
đấy, ngoài đây nó ra cái biểu tượng có chữ Google và có hình cái kép an toàn đấy. À, đâu rồi ta? À, đây nó ra cái biểu tượng có chữ G hình cái kép này đấy. Thế sau đó chúng ta cài lên, đây là tôi cài rồi, chúng ta cài lên và sau đó chúng ta sẽ quét cái mã này với Facebook đấy, chúng ta sẽ quét cái mã này với Facebook để nó khớp nhau, nó nhận ra nhau, sau đó chúng ta bật. Thế giả sử bây giờ nếu ai mà lấy được cái tài khoản của tôi thì nó sẽ đòi hỏi thêm một lớp nữa, và cái mật khẩu này, cái mật khẩu này thì nó sẽ làm như này đấy, các bạn nhìn thấy cái đồng hồ ở đây không ạ? Thì cứ 30 giây nó sẽ thay một mã, ngẫu nhiên 30 giây nó thay một mã. Đây 288461. Bây giờ các bạn đang xem video của tôi không sợ. Bởi vì khi mà các bạn đã xem video này rồi ấy, thì lúc đấy Google nó đã thay cái, đến cả tỷ cái mã khác rồi, đúng không ạ? Và cái mã này nó chỉ có thời hiệu trong đúng 30 giây thôi. Mình sẽ nhập vào. Như vậy thì nó sẽ tăng được cái tính bảo mật cho mình lên. Ok, thì rất là tốt, thì các bạn nên sử dụng. Đấy, thì chúng ta sử dụng ứng dụng xác thực với Google Authentication hoặc là Authenticator. Ok, và chúng ta cũng có thể tải cái mã khôi phục này về để phòng khi chúng ta không có những cái số điện thoại hay là không có máy tính. Cái này nó sẽ cấp cho chúng ta một cái giải mã và sau đó thì chúng ta in nó ra và chúng ta cất nó đi. Cái này giống như là cái mã mà khóa kép nhưng mà chúng ta ghi bằng giấy, cũng rất là hay. Đấy, ok. Chúng ta có thể bật nâng cao, nhận thông báo bằng tin nhắn, văn bản, bài viết, vân vân. Chúng ta bật lên rất là tốt. Rồi, thì cái việc xác thực hai yếu tố là một trong những yếu tố mà các anh chị cần phải làm cho mình. Đừng bao giờ nghĩ là tôi không phải là ngôi sao showbiz, hay là tôi không phải là ca sĩ diễn viên, tôi không phải là một cái doanh nhân nổi tiếng, tôi không sợ bị hack. Người ta sẽ hack tài khoản của bạn để người ta bán cho người khác, để người ta dùng cái đấy người ta lừa đảo, người ta vay tiền, người ta mạo danh, rất là phức tạp. Hoặc là lộ những cái tin nhắn ở trong đó, những cái thông tin chúng ta làm ăn, những cái thông tin chúng ta trao đổi nó nhạy cảm, vân vân. Đấy. Thế thì tương tự như vậy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là có tăng cường bảo mật bằng cách là nhận cảnh báo về những lần không đăng nhập. Đó, ví dụ như bây giờ mình tôi bật hết lên, thông báo Messenger, email nó bật hết lên. Làm sao như vậy? Bởi vì là nếu mà có một người đăng nhập vào phát là Facebook nó sẽ báo cho tôi ngay qua Messenger, qua Facebook, qua email, và tôi bảo là đấy là không phải tôi thì ngay lập tức nó sẽ vô hiệu hóa cái giao dịch đó và nó sẽ bảo vệ tài khoản của chúng ta. Đấy là lời khuyên của tôi. Các bạn bật hết lên cho tôi nhá. Đấy. Chúng ta có thể chọn 3 đến 5 người để liên hệ trong trường hợp bị khóa tài khoản, thì chúng ta hãy chọn những người thân nhất của chúng ta, những anh em, những bạn bè, những chiến hữu để chúng ta làm. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể là nếu mà chúng ta bị hack thì chúng ta báo cho Facebook biết. Nhưng mà cái việc mà lấy lại tài khoản cũng rất là phức tạp. Thế cho nên là tôi khuyên là mọi người nên cài đặt bảo mật đấy, theo cách tôi vừa hướng dẫn, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể xem các quyền riêng tư, nhận diện khuôn mặt, rồi thì xác thực thông tin, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể tải những cái thông tin xuống để sau này chúng ta có thể up lên cái tài khoản khác nếu mà chúng ta bị mất tài khoản. Đấy là một cái hướng rất là hay, nó giống như một cái bản download đấy. Ok, ngoài ra thì khi các bạn sử dụng thì các bạn nên đọc các cái chính sách về dữ liệu hay là các tiêu chuẩn cộng đồng. Tiêu chuẩn cộng đồng là cái gì? Thì cái này rất là hay. Thì ví dụ như là mình đăng những cái hình ảnh, đăng những cái bài viết, đăng những cái thông tin như thế nào thì được phép, như thế nào thì không được phép, như thế nào bị cấm, như thế nào bị hạn chế, như thế nào thì có nguy cơ bị khóa tài khoản, bị xóa tài khoản, bị cấm một số các tính năng. Thì đấy là cái mà các bạn cũng nên xem qua một chút nhá. Nhất là đối với fanpage và các Facebook cá nhân nổi tiếng, các bạn hết sức là cẩn thận. Ok, thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn một cái nội dung rất là quan trọng. Đấy là các bạn sử dụng các tính năng mà bảo mật hai lớp, nâng cao bảo mật tài khoản cho mình. Thì tóm tắt lại bài này thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn hai điều. Điều thứ nhất là sử dụng mật khẩu mạnh, và điều thứ hai là phải sử dụng bảo mật hai lớp thông qua các ứng dụng như là tin nhắn hoặc là Google Authenticator. Ok, chắc là các bạn sẽ làm dễ thôi. Nếu các bạn không làm được thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp ở địa chỉ là phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline và số điện thoại 0989 623888. Rất hân hạnh được chia sẻ với anh chị và các bạn. Xin cảm ơn.